thông tin chi tiết và hướng dẫn đường đi tới khu vui chơi tích hợp Hot Rần Rần mấy bữa nay. Để vào trong thì mọi người đăng ký cái thẻ như thế này nè, sau đó nạp tiền vào thẻ, chơi tới đâu là trừ tới đó, chơi không hết thì để dành lần sau được nha. Ở đây chia làm 5 khu, khu vực Speedway có rất là nhiều người tới trải nghiệm, vì ở đây ngoài 12 trò chơi thực tế ảo thì còn có rạp chiếu phim 7D, trò chơi tương tác với công nghệ mới đỉnh của chớp, nhìn cứ ngỡ trong phim khoa học viễn tưởng không ha, mà giờ có thiệt rồi. Sơn thấy nhiều phụ huynh nó cũng dẫn con tới chơi nhưng mà chị không nổi nên tham gia luôn đó. Để bắt đầu một trò chơi thì mình chạm thẻ vào chỗ này nè, sau đó nhân viên sẽ hướng dẫn thêm. Tại đây có đường nuôi gâu khá thích hợp trong nhà và ngoài trời. Dài số 1 Đông Nam Á, trên phở bò của Global City thường xuyên cập nhật thông tin và giá vé. Mọi người có thể phố lộ để mà nắm thông tin nha. Đăng ký xong đợi tới lượt theo bản thông tin có sẵn nè. Trong khi chờ tới lượt mình có thể ra ngoài để coi người ta chơi và rút kinh nghiệm nha. Trước khi bắt đầu, nhân viên sẽ hướng dẫn mình an toàn, sau đó là mặc trang phục được chuẩn bị sẵn. Cool hết biết. À, vé có sẵn luôn khăn trùm đầu nên mình đừng có ngại là dùng chung nón nha. Sơn thấy bộ đồ và lại huấn luyện viên đến từ châu Âu theo dõi rất là sát sao, thầy đủ thấy cái sự chuyên nghiệp rồi đó. Tất cả vật dụng của mình sẽ để trong locker, kể cả điện thoại nha. Ở bên trong có hai khu, một là khu trẻ em và người mới chơi, kế bên là khu người lớn đã lái quen. Cảm giác khi mà chơi này thì phải nói là đã chữ A kéo dài luôn. Chiều mát thì khu lay fry với nhiều trò chơi ngoài trời cũng bắt đầu thu hút được nhiều người tham gia. Mình cũng có thể nghỉ chân, ngồi thưởng thức nước, bánh thơm ngon hoặc là nhiều món ăn khác tại khu ẩm thực. Ở đây còn có nhạc live nữa nha. Khu vực Sport Arena là khu thể thao phức hợp, lớn và hiện đại chủ quốc tế với rất là nhiều môn thể thao, thu hút nhiều sinh viên và bạn bè quốc tế tới tham dự. Xa xa chỗ chú ngựa nhìn ạt ạt kia là khu Horse Riding Academy. Đây là nơi huấn luyện ngựa nghệ thuật. Mai mốt chỗ này chính thức mở cửa, chắc sẽ có nhiều trò chơi mới và là chỗ chụp ảnh chất lượng đây. Khu vui chơi này có tên là City Park, nằm trong là Global City, được mệnh danh là trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Công nhận Sơn thấy đường xá, công viên rồi chỗ vui chơi xịn sò thế này, nếu mà có điều kiện chắc cũng tậu một căn ở đây á. Để đến đây đi theo bản đồ là dễ nhất, hoặc là đi tới đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn gần ngã tư Đỗ Xuân Hợp với đường Sông Hành á, thấy cổng chào của Global City thì mình đi vào, hoặc cũng có thể đi vào đường số 4 chỗ chùa Đông Hưng á, đi thẳng vào trong rồi rẽ qua N3 thẳng tới cuối đường á, thấy biểu tượng này là tới chỗ rồi đó. Ai đi xe thì họ bảo vệ hướng dẫn cho mình tới chỗ gửi xe nha. Bữa Sơn đi là gửi xe free luôn á. Khu vui chơi này sẽ chính thức khai trương vào ngày 30-31 tháng 3 với chương trình ca nhạc hoành tráng, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm đó. Mọi người thu xếp bữa đó qua chơi nha.